coi cái bên trong nó có mực không ha các bạn. Mình thấy là mình gọt đó là nó tươm mực là ngon lắm luôn các bạn. Coi coi nó có ngọt như lời đồn không nha. Mình sẽ chẻ trái thơm này ra nha. Mến chào quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mai Vàng Channel nha. Thì hôm nay mình mua được mấy trái thơm tây nha các bạn. Thơm này thì người bán nói là thơm mật đó các bạn. Thì mỗi trái này là 2 kg ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra nha các bạn. Mình lấy ra mâm này. Hai trái này 4,5 kg các bạn. Mình mua hai trái này 4,5 kg. Thì bây giờ mình sẽ chẻ một trái nha. Trái này nó có còn có mấy cái trái con chính giữa nữa nè các bạn, nhìn thiếu lâm lắm. Ở dưới lên đuôi nè. Nó một mấy trái con nó nhìn mắc cười ghê luôn. Đó thì bây giờ mình sẽ chẻ ra ha. Bây giờ mình sẽ gọt trước một trái nha. Trái này chín nhiều hơn thì mình gọt trước ha. Để coi nó có mật ở trong đây giống như là người bán nói là dứa này là dứa mật thơm mật nha các bạn. Có nhiều người thì gọi là thơm mật, có nhiều người gọi là dứa mật ha. Thì bây giờ mình sẽ chẻ một trái ra ha. Còn trái này nó chưa mình chẻ cái trái chính nhất nha các bạn. Trái này thì nó dễ thương quá, nó có mấy cái trái con dưới nè đó. Thì mình sẽ để lại ha. Mình sẽ gọt cái trái này ra trước nha các bạn. Coi coi nó có mật ở trong đây giống như là cái người bán nói nó là thơm thơm mật không nha các bạn. Trái này thì 2 kg nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gọt cái trái thơm này ra nha các bạn. Còn cái nó có mật nó ngon không nha các bạn. Tôi cho mình cắt trên đầu rồi nè các bạn. Và không biết nó có mật không. Cái thơm này thì mình mua cũng hên xui lắm bạn, trái nó có mật trái nó không, nhưng mà đa số là nó cũng ngọt lắm, nó không có bị chua. Mình để mình thấy là mình gọt đó là nó tươm mật là ngon lắm luôn các bạn. Coi coi nó có ngọt như lời đồn không nha. Mình sẽ chẻ trái thơm này ra nha. Thơm này thì nó không được có mật nhiều lắm nha các bạn, nhưng mà mình sẽ ăn thử thôi nha. Texas 2x2, off to Texas 2x2, skip to my loo, my dog.
ra đây thì một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng, năm miếng, sáu miếng, bảy miếng, tám miếng, mình chẻ ra được 8 miếng các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi coi cái thơm này nó có ngọt không nha các bạn. Đó. Cái thơm mình đã chẻ ra rồi bạn. Cái trái này thì mình mua nó không có được cái mật nhiều lắm, nhưng mà nó cũng có mật nè các bạn. Để mình quay cho các bạn coi nha. Đó, nó cũng có cái mật nè. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử cái thơm này, thử coi nó có ngọt không nha các bạn. Giờ mình đã chẻ ra rồi nè các bạn. Nó hơi có mật nè, nó không có được nhiều mật lắm ha. Đó, bây giờ mình ăn thử coi nó có ngọt không ha, có ngọt như lời đồn không nha các bạn. Mình đã sắp nó ra như thế này rồi nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ chấm muối nè bạn, mình sẽ chấm muối ha, mình ăn thử coi nó có ngọt không ha. Đó, đây đây là cái miếng dứa thơm mật nha các bạn. Đó. Thì mời các bạn ăn thơm mật với mình nha. Các bạn ăn thơm mật với mình ha. Đầu tiên là bây giờ mình sẽ không có chấm muối ha, để coi cái thơm này nó ngọt không nha các bạn. Mà các bạn ăn thơm mật với mình nha. Thơm nó cũng ngọt lắm bạn, nó có mật, nó ngọt á, nó cũng có hơi cái vị chua chua, nhưng mà nó cũng không có chua lắm, ăn rất là ngon luôn. Cái thơm này thì ăn nó không có rát lưỡi nha các bạn. Chấm muối ăn là tuyệt vời luôn nha các bạn. Mời các bạn ăn thơm mật với mình nha. Thơm mật cái này thì ăn nó không có rát lưỡi thì nó rất là ngon luôn á các bạn. Thì mình ví dụ như mình mua nhầm trái, trái nó có mật và trái nó không có mật nha các bạn. Mời các bạn ăn thơm mật với mình nha. Nó rất là ngon, ăn nó không có bị rát lưỡi luôn á các bạn. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình tới đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, một subscribe, một comment bên dưới động viên tinh thần mình làm video ha. Mình rất thích làm video luôn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo hấp dẫn hơn nha. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều.